kết hôn khi cả hai chưa tròn 20 tuổi. Thế nhưng sau hơn một năm lập gia đình, đôi vợ chồng này vẫn chưa có con, dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Chắc là do hai vợ chồng bây giờ sinh hoạt nó không được đều độ, cũng hơi lo đấy. Nếu mà một năm mà chưa có thì cũng cảm giác cũng sợ là hai vợ chồng cũng bị hiếm muộn. Hiếm muộn không chỉ với những cặp vợ chồng chưa có con lần nào, mà ngay cả với những người đã từng sinh con thì vẫn bị vô sinh thứ phát. Gần 12 năm, người phụ nữ 37 tuổi này vượt hành trình hàng trăm km xuống Hà Nội để tìm thầy tìm thuốc. Không nghĩ là nó khó vậy, bởi vì bé đầu thì có tự nhiên mà. Có tự nhiên xong đẻ thường, mọi thứ đều rất là thuận lợi. Bởi vậy, tại bệnh viện này, số người đến khám và điều trị vô sinh hiếm muộn tăng gấp đôi so với năm ngoái. Theo các bác sĩ, nhiều cặp vợ chồng bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, phát hiện muộn dẫn đến việc điều trị khó khăn, tỷ lệ thành công thấp. Không có tinh trùng của người đàn ông hoặc là những trường hợp tắc vòi trứng là những trường hợp mình hay gặp nhất. Ngoài ra cũng có một cái tỷ lệ không nhỏ không rõ nguyên nhân nữa. Chúng ta sẽ nên khám khi mà cái nhu cầu sinh con đã là nửa năm hoặc một năm trở lên, kể cả những bạn còn rất trẻ, ví dụ mới cưới 20 tuổi, 21 tuổi, kể cả những bạn mà đã từng có con rồi, và đặc biệt là đối với những bạn mà kết hôn nhưng mà trong cái độ tuổi khá là muộn, ví dụ như tầm 30-35 tuổi trở lên cũng nên đi khám sớm. Dự trữ buồng trứng này ở độ tuổi sinh sản nó dao động từ 2 đến 6,8. Của chị hiện tại bây giờ chỉ còn có 1,52 thôi. Như vậy đang giảm rồi. Loay hoay chạy chữa đủ nơi, tiêu tốn thời gian và chi phí, nhưng nhiều người vẫn chưa có kết quả. Chờ đợi làm phương pháp thụ tinh ống nghiệm, người phụ nữ 24 tuổi này mong chờ tin vui. Chi phí cũng hết nhiều, thì ai mách đi đâu thì em đi theo đấy, ai mách em thuốc gì thì em uống thuốc đấy. Hiếm muộn 6 năm rồi, em mong là lần này sẽ có thai. Hành trình có con cũng chẳng dễ dàng gì, ai cũng mong điều kỳ diệu sẽ đến. Do đó, để hạn chế tình trạng vô sinh hiếm muộn, các chuyên gia khuyên cáo mỗi người nên xây dựng lối sống lành mạnh. Các bạn trẻ nên đi khám tiền hôn nhân để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe sinh sản.